Lúc mà mọi người biết là Hailey làm nông ở Úc, có một số bạn rất là ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao đang làm văn phòng ở Malaysia sung sướng mà lại chịu làm lao động chân tay bên Úc chi cho cực vậy? Hailey thấy làm nông ở Úc họ cũng sướng mà ta. Cùng Hailey khám phá một ngày hái dâu ở đảo Tasmania để xem sướng hay khổ nha. Giờ làm việc thì không cố định và sẽ được thông báo trước một ngày. Hiện tại thường là sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng, có thể sớm hoặc trễ hơn tùy vào dâu và thời tiết. Hailey sẽ dậy tầm khoảng 6 giờ để ăn sáng và vệ sinh cá nhân. Nhanh! Làm văn phòng hay làm nông á, thì Hailey cũng đều hối hả, tại vì dậy sớm không có nổi. Khoảng 6 giờ 45 thì chú Thô, chủ farm sẽ đưa tụi mình ra đồng. À, chỗ tụi mình làm có tới 4 trang trại lợn và hái luân phiên ha. Mặc dù các trang trại này không xa lắm nhưng mà vẫn cần phải đi xe. Nếu mà không có phương tiện cá nhân á, thì sẽ phải phụ thuộc và đi nhờ người khác, hoặc là bên nông trại, hoặc là bên môi giới việc làm á, contractor, họ sẽ sắp xếp xe đưa rước mình tùy. Có thể là cần phải trả tiền xăng hoặc là thêm cả phí dịch vụ nữa. Hailey biết là có một số bên thu phí khá là đắt, nhưng may một cái là chỗ tụi mình gần nông trại luôn, và nhà của tụi mình đang ở cũng là của chủ farm cho thuê lại, nên là chú Thô hỗ trợ đưa đón tụi mình miễn phí. Và chú cũng rất là dễ thương, tận tình luôn mọi người. Thời tiết ở Tas thì se lạnh và có những ngày không có nắng. Mùa dâu ở đảo Tasmania sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm trước tới tháng 4 năm sau, cao điểm rơi vào tháng 11 và 12. Nhóm Hailey là hái và đóng gói dâu nên là chỉ ra đồng vài tiếng buổi sáng thôi. Những người còn lại á, mà chỉ hái thôi á, thì sẽ hái cả ngày luôn. Đầu mỗi buổi thì các anh quản lý sẽ phổ biến lại và nhắc nhở những cái quả nào được hái, quả nào không. Sau đó thì Hailey sẽ lấy cái tay cầm tiếng Anh là handle và lấy khay dâu tiếng Anh là tray. Mình lắp cái handle vừa cái tray xong thì xách đi hái thôi. Hái dâu cần trang bị gì? Thật ra thì không có bắt buộc, nhưng mà nếu có những cái này hỗ trợ thì sẽ tốt hơn. Thứ nhất, áo phản quang. Thứ hai, giày bảo hộ hoặc là giày thể thao cũng được. Thứ ba là găng tay y tế. Tại sao? Hailey sẽ giải thích sau ha. Thứ tư là bảo hộ đầu gối. Thứ năm là chai nước. Mình có thể để ở đầu luống dâu á, chứ không cần phải xách theo nặng. Thứ sáu, Hailey thấy cái này quan trọng nè, đó là nón và khẩu trang. Trời ơi, làm nông mà sợ đen da. Hailey xách tay từ Việt Nam sang đó, bởi bên này cũng có bán nhưng mà có thể sẽ hơi đắt. Sợ đen tay thì thêm một lớp găng tay như này nữa nha. Bạn nào bị cận thì có thể cắt loại kính đổi màu, khi nào ra nắng thì nó sẽ giảm lóa nhưng mình vẫn nhìn rõ màu sắc. Ngoài ra còn có áo mưa để phòng trời mưa và đai y tế để bảo vệ cột sống. Phong cảnh và thời tiết ở đây lành lạnh như là Đà Lạt vậy á. Khai thiệt đi, bạn đang tưởng tượng cảnh hái dâu nó chiêu chiêu như là như đi tour trải nghiệm đúng không? Tấm chiếu mới. Thực tế là cái nông trại này họ trồng dâu trên mặt đồi, nên là dâu nó sẽ nằm thấp ở dưới đất và tụi mình sẽ phải leo đồi, cúi liên tục. Tư thế thì có thể là quỳ này, ngồi này, hay bò gì cũng được, miễn là hái được dâu bỏ vô cái tray. Nên một số người họ sẽ mang bảo hộ đầu gối để mặc quỳ á, rồi với cái tay sang bên kia của luống dâu, bỏ dâu vô tray rồi sao nữa. Xách cây tray, hái tới đâu, xách tới đó. Lúc mà tray còn trống á, thì nhẹ, nhưng mà khi hái được 1/4 ha là bắt đầu nặng rồi. Nếu đầy tray là cỡ khoảng 5-6kg á, bằng cái bao gạo. Nông trại này thì sẽ trồng nhiều loại dâu nha, to nhỏ thì sẽ tùy loại nè. Rồi có những luống dâu tươi tốt, rồi có những luống dâu bị cằn á, nên là ít quả. Hôm nào trộn vía, dâu nhiều, dâu to đẹp thì tụi mình sẽ hái được nhanh, đỡ phải xách tray nhiều. Hôm nào dâu nhỏ, dâu hư á, thì cứ xách cái tray đi hoài nặng mà nó không có chịu đời để thay tray khác. Tùy loại dâu mà sẽ có hai cách hái. Đây là hái không cần cuốn, cách này dễ. Còn đây là hái cả cuốn, mình phải dùng móng ngắt và bẻ nhẹ là được rồi ha. Nhưng mà khi mình hái liên tục á, là sẽ hơi đau đầu ngón tay. Nhìn vậy chứ hái dâu không dễ đâu nha, nhiều khi lừa tình lắm. Lúc mà mình vạch lá tìm dâu á, tay dễ bị xước xát tại vì có mấy cái cây cỏ dại nó nhiều khi là có gai nữa. Bạn nào kỹ á, thì mình có thể mang thêm băng keo cá nhân quấn vào, hoặc là chồng thêm một cái lớp găng tay sơn cắt đầu ngón như thế này. Thêm một công dụng nữa của găng tay y tế, đứa bạn biết đó là gì? Đó là Hailey sợ dơ. Có những cái quả dâu á, nó bị dập nè, bấy nè, bị sâu nè, rồi trên luống nhiều khi có ốc sên, côn trùng, trời ơi bánh bèo. Tụi mình thì trang bị đồ nghề cũng khá là đầy đủ ha. Nhưng mà nhiều người á, nhất là dân đảo, họ đến từ những cái quốc gia khác, họ rất là dày dặn xương gió, tay trần đầu trần cứ thế mà làm đi lịa luôn, rất là khỏe.
những quả mà quá nhỏ hoặc là méo mó, dập các thứ thì sẽ được xem là rác và tụi mình cần phải hái quăng ra đất để cây nó dành dinh dưỡng nuôi những quả khác. Có những luống mà dâu chất lượng rất là thấp, rác đỏ cái đường đi luôn. Trong lúc tụi mình làm thì mấy anh quản lý sẽ đi qua đi lại hỗ trợ và nhắc nhở tụi mình hái đúng. Đứa nào mà bỏ vô tray mấy cái quả rác này, quả xanh sẽ bị nhắc nhở. Cái hồi mới vô mấy ổng khó lắm mọi người, kiểu như là dạy nhân viên từ thuở bơ vơ mới về, nên là tụi Haley ghét lắm. Nhưng mà cái việc chính của nhóm Haley là bên đóng gói mà, nên về sau thì người ta kể cũng không có khó nữa. Và sau một thời gian làm việc chung, nói chuyện nhiều hơn thì thân thiện với nhau hơn. Ngoài mấy anh quản lý supervisor ra thì có những người khác cũng rất là nhiệt tình. Mấy anh lái xe nè, hoặc là cô chấm công nè. Tụi mình lãnh lương theo giờ ha, nhưng mà nếu mà vượt chỉ tiêu thì sẽ được hưởng tiền theo năng suất. Haley hiếm khi nào mà được hưởng tiền theo năng suất lắm. Chủ yếu là lãnh lương theo giờ thôi. Khi mà chai dâu đầy thì mình sẽ xách về đầu luống ha, gỡ cái handle ra rồi gắn vào chai mới. Còn chai dâu cũ thì mình sẽ xếp ngang lại để mã số nhân viên vô, rồi sẽ có người đến tổng hợp. Khi mà tổng hợp xong thì họ sẽ xoay dọc lại như này để đánh dấu là xong rồi. Sau đó sẽ có xe tới chở mang về chỗ đóng gói. Sẽ có 15 phút nghỉ giữa giờ để nghỉ ngơi, ăn dâu thỏa thích. Hồi mới làm, Haley còn ăn tại đồng, chứ về sau thì Haley phải mang mấy cái quả dâu về nhà rửa nước muối mới an tâm. Có những nông trại gần nhau thì hái xong rồi tụi mình sẽ không có xe để đi, nên là mình sẽ lội bộ sang, coi như là tập thể dục. Được leo đồi, được hiking mà được trả lương. Nhắc tới hiking thì công việc này nó giống như là hồi Haley hay đi hiking ở Malaysia. Nhưng đó là lâu lâu mới đi ha, vừa đi vừa nghỉ vừa chụp hình. Còn đây là làm liên tục luôn, hiking mỗi ngày nhưng mà ở cấp độ cao hơn. Thể lực hổng lên mới lạ. Cái hồi mình mới làm á, nhiều khi mệt quá Haley ngồi bẹp ra đất luôn, vừa ngồi bẹp dậy vừa hái. Bạn đã hình dung sơ sơ công việc của Haley như thế nào rồi đúng không? Nói chung là cúi, quỳ, ngồi, hái và xách chai dâu cả buổi hoặc cả ngày. Và tùy nông trại nha mọi người. Có những chỗ họ đầu tư xây nhà kính nè, xây đường ray nè, thì kéo cái chai dâu như thế này nó sẽ chắc chắn là nhàn hơn chỗ Haley làm nhiều. Nhưng mà đổi lại có những vấn đề khác hay không thì Haley không biết ha. Cũng may là Haley trong đội đóng gói nên mình chỉ hái vài tiếng buổi sáng thôi và cũng không có áp lực nhiều về sản lượng. Cái hồi mà Haley mới vào làm là chưa vô mùa, các đội hái chưa có về nhiều nên lúc đó thì nhóm Haley phải hái. Bây giờ thì người hái đông rồi, tụi mình có thể không cần đi nữa nhưng mà vẫn mặc giày đi, mặc dù không có năng suất bằng như người ta. Lý do là để có thêm giờ và thêm tiền. Cũng là cái thời điểm mà chưa vô mùa, ít người hái. Có lần mấy bạn bên đội hái nghỉ đi chơi nên là bị thiếu người. Thì có 2 ngày Haley phải hái cả ngày luôn, tới 2 giờ chiều gì đó. Trời, hái mà khờ luôn mọi người. Lúc đó trong đầu Haley kiểu, trời ơi cứu tôi. Tới giờ nghỉ thì mình sẽ ăn trưa tại đồng. Còn thông thường khi mà đến giờ về đóng gói thì khoảng 11 giờ chẳng hạn thì chú Thô sẽ tới trước 30 phút để đón tụi mình về. Hôm nào mà chú Thô bận thì tụi mình sẽ đi nhờ xe của mấy anh vận chuyển dâu về, bởi vì nhà của tụi mình là kế bên khu đóng gói luôn nên tụi mình sẽ ăn trưa ở nhà. Cho nên là làm nông ở Úc thì chắc chắn là sẽ không có sướng rồi. Nhưng mà sướng cái lúc đổi tiền là từ tiền Úc sang tiền Việt đó mọi người. Với lại thì cái mức độ cực của nó sẽ tùy vào công việc. Phần thì Haley cũng hơi xui bởi vì hái dâu là một trong những công việc cực nhất trong những công việc hái quả khi mà làm nông ở Úc mà. Nhưng hơn được một cái là công việc của mình chính là đóng gói chứ không phải là hái. Tụi mình chỉ hái vài tiếng vào buổi sáng thôi, xong rồi sẽ vào khu đóng gói. Cho nên là trong cái rủi nó sẽ có cái may. Đó là lý do mà Haley có thể làm ở cái chỗ này được á, chứ không bị cho nghỉ á. Trải nghiệm của mỗi người cũng có thể sẽ khác nhau nữa. Nó tùy vào cái khả năng của mình nè, môi trường làm việc, điều kiện làm việc nè, chủ như thế nào, đồng nghiệp ra sao, vân vân. Với trải nghiệm của Haley thì mặc dù Haley không có ý định làm nông lâu dài đâu, nhưng mà hiện tại mình vẫn đang rất là hạnh phúc với cái sự lựa chọn này. Bởi vì Haley làm văn phòng lâu rồi á, Haley làm văn phòng 6 năm rồi á, 2 năm ở Việt Nam và 4 năm ở Malaysia. Haley cảm thấy rất là gò bó và mình cần một cái khoảng thời gian không cần dùng đến đầu óc mà vẫn phải đảm bảo được cái thu nhập. Tại vì nếu mà rủi ro trong thu nhập thì Haley không có dám nghỉ việc ở Malaysia đâu. Với mình thì đảm bảo tài chính trước nè, rồi sự trải nghiệm sẽ có cơ hội để đi sau. Và visa lao động kỳ nghỉ 462 của Úc là một cái cơ hội cho mình làm được điều đó. Mặc dù có những cái khó khăn và cái cảm giác khá là nản trong cái khoảng thời gian đầu nhưng mà dần dần thì Haley và các bạn cũng đã vượt qua được nó rồi. Thêm nữa là Haley cực kỳ thích cảnh sắc thiên nhiên ở Tasmania. Mình thấy may mắn khi trải nghiệm cái công việc làm nông cũng vừa sức nè, lại là công việc đầu tiên tại Úc ở một hòn đảo xinh đẹp như thế này.